Dạ em chào chị. Chào em. Dạ chị hãy giới thiệu chút xíu về mình được không? À, chị tên Kim Anh, 50 tuổi. Dạ. À, ngày hôm nay thì chị đến viện thẩm mỹ Diva để sử dụng dịch vụ là combo mày môi đúng không chị? Đúng rồi em, chị mới xài combo mày môi luôn á. À, trước đây á, thì chị không có hài lòng về lông mày và môi của mình. Lông mày á, thì thưa nè, không có đều nè, mà hả không có đuôi luôn. Còn môi á, thì bị thâm mà có viền đậm. Dạ, trời ơi bây giờ trộm vía ha, làm xong em thấy rất là đẹp luôn, rất là hài hòa với gương mặt của chị luôn á. Không biết là chị có ưng không? À, chị ưng lắm, chị thích lắm luôn á. Dạ, không biết là chị biết đến viện thẩm mỹ Diva từ đâu nè? À, bạn của chị làm ở đây rồi nè, bạn của chị nói qua đây đi, làm đẹp lắm luôn á. Dạ, và bây giờ là trộm vía là đẹp thiệt hả chị? Cảm ơn. Dạ, nãy giờ trong cái lúc làm á, chị có thấy là mình đau hay là khó chịu gì không? À, trong lúc làm á thì nó có châm chích một tí nhưng mà chị chịu được. Trước đó thì mấy bạn kỹ thuật viên có ủ tê 20 phút cho chị. Dạ, à, về nhà mình nhớ hãy kiên cử nha, để đạt được kết quả tốt nhất nha chị. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị nhiều.